Xe thì sửa như đến giờ là ok rồi đó, chạy tốt rồi Nhờ nhé. cô bác sửa xe cho cháu xong đi thôi rồi từ đi rồi cũng cảm ơn bác. Rồi, ok. Rồi, giờ cháu có xe thì đó người ta gọi là dốc dốc bò lăng đúng không? Sáu cây số nữa. Tân Hùng nữa. Cảm ơn nhé. Sau một cuộc hành trình hơn 20 cây số cũng đã tìm được đến nhà bác đây để sửa cái xe điện cho bác, tại vì là ở trên đây là vùng sâu vùng xa này, người ta không 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 có thợ sửa xe điện, nên là nhận được cuộc điện thoại nên tôi là phải đi lên tận nơi để sửa cho bà con ở trên đây. Sau đây là tôi tiến hành để sửa cho bà con, mà các bạn thấy đấy, cuộc sống người miền núi người ta còn rất là vất vả, rất là khổ. Đấy là tôi lên trên đây, tức là thứ nhất là đi sửa cho người ta đã đỡ phải đi lại, giúp người ta nữa. Nên là hôm nay là tôi nhận được cái cuộc điện thoại của chị, nên là tôi phải hỏi thăm. Đấy, bây giờ mới lên đến nơi. Sau đây đây tôi tiến hành tôi kiểm tra và sửa xe cho chị. Lại đây. Được tháng rồi ạ. Được tháng này á. Rồi bây giờ nó đang không có điện à? Ngắt điện từ đi đang đi đang ngắt điện cho biệt thự.
chưa về là đi được luôn. Đây để tôi sửa cho. Tức là sửa ở đây lên đây đi sửa thì cũng không tính tiền công không, không tính tiền xăng không. Chăm nhờ bác. Nên là cứ yên tâm về cái vấn đề đó, ví dụ như giá ở dưới đó bao nhiêu thì lên trên đây lấy tiền bà con trên đấy bấy nhiêu thôi. Chứ không tính thêm. Nha, mà cũng có thể là ví dụ như hoàn cảnh như nhà chị đây thì có thể là tôi bớt cho chị cũng ít, tôi có nghĩa là cho lại chị ít để cho cho cháu đi học nhá. Sửa chồng bị ốm á, chồng bị răng à, bị tai biến à, thế là bây giờ không làm chị cả. Tức là tất cả là nhờ vợ. Vất vả nhỉ. Đứa thứ hai là lớp 9. Đứa thứ ba này là lớp 1. Còn đầu là... Thế là có mấy đứa con? Ba đứa con. Có chi thì cứ gọi điện, không phải đem đi mất công nhá. Còn xe thì sửa như đến chờ là ok, đã chạy tốt rồi. Nhờ bác sửa xe cho cháu xong đi thôi rồi chờ đi rồi cũng cảm ơn bác. Rồi ok. Chờ cháu có xe đi học đúng không? Từ đây xuống đến trường mười mấy cây nhỉ?
xa nhỉ? 7 cây. Ờ. Thế thôi được rồi. Thôi cứ để đi, đừng cứ hư thì hư hỏng thì gọi nhá. Được rồi. Ok. Tôi đi về đây. Bác về nhá. Ừ. Thế ạ, sung nhu thì đi ken tay ăn. Cái đèn mà thì bà chỉ phải lờ bà phải xe ở làn này. Ồ. Cái này là lần đầu tiên mới lên trên đây. Thì bà pin bà khá hơn to như nhận đấy ăn tôi hỏng hôm nhận thì hỏng kia này không?